Đây là thành quả của món trứng xào nha mọi người. Món này thì có thời gian chế biến rất là nhanh chóng và cách chế biến rất là đơn giản, thích hợp cho những bữa cơm gia đình, đặc biệt là rất hấp dẫn những bọn trẻ. Mọi người cùng vào bếp làm thử xem sao nhé. Xin chào mọi người, hôm nay thì mình xin được vào bếp để chia sẻ với mọi người cách chế biến món trứng xào. Đây là một món ăn mà chưa được nhiều người biết đến. Để chế biến món ăn này, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Mình sử dụng 7 quả trứng gà ta. Đây là những quả trứng nhỏ, còn đối với những quả trứng to thì mọi người chỉ cần dùng 5 đến 6 quả được. Đối với những món trứng thì mọi người nên đập trứng ra trước nha. Thứ nhất là để tránh khi mà trứng có những quả hỏng thì chúng ta có thể đập lại quả khác được. Và khi mà có vỏ trứng rơi vào trong bát thì có thể lấy ra dễ dàng. Hành hoa thái nhỏ, ớt ngọt xào thái lát. Gia vị thì gồm có bột lêm và tiêu bắc. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu như sau thì chúng ta tiến hành nấu ăn. Đầu tiên là cho hành ta vào chảo phi thơm mới đầu. Sau khi hành phi đã thơm, chúng ta đổ trứng vào. Thêm một ít hạt lêm. Một ít tiêu bắc. Sau đó xào đều đi nha. Xào đều trứng đi. Nhưng đừng đảo mạnh tay và nhanh quá, sẽ làm trứng vụn ra, khi ăn sẽ dễ hơn. Chỉ cần đảo khoảng 30 giây thôi là trứng săn lại rồi. Chúng ta bắt đầu đổ cái ớt ngọt xào vào. Đảo đều đi cho đến khi mà ớt ngọt hơi mềm nhá. Chúng ta tắt bếp. Sau đó thì cho hành hoa thái nhỏ vào. Đảo đều đi. Hành hoa sẽ tự chín nha. Xúc tà điên nữa là xong. Đây là thành quả của món trứng xào nha mọi người. Món này thì có thời gian chế biến rất là nhanh chóng và cách chế biến rất là đơn giản, thích hợp cho những bữa cơm gia đình, đặc biệt là rất hấp dẫn những bọn trẻ. Mọi người cùng vào bếp làm thử xem sao nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những món ăn tiếp theo.